ngồi ha. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Trông em có vẻ như là giống giống phong cách của người mấy người người của trước 75 em. Dạ. À, ở nhà có thường ăn mặc rồi có thường đội nón này kia vậy không? À, dạ, phong cách của em đi ra ngoài em rất là thích đội nón khi mà đi ra mấy cái phong cảnh ngoài trời á. À. Dạ. Nói chung là đội nón cô trông rất là phong cách. À, dạ, cảm ơn anh. Cởi ra thì cũng được nhưng mà rồi à, bây giờ đó thì trước tiên em gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết em ha. Dạ. À, đầu tiên em xin gửi lời chào tới cộng đồng mạng với tất cả mọi người thân yêu trên toàn quốc và cả ở bên hải ngoại. Và chào anh Tuấn Vĩ. Dạ. Em tên là Lê Thị Ngọc Tâm. Dạ. Hiện tại là em năm nay được 39 tuổi rồi. À, 39. Dạ. Dạ, Tâm đến từ đâu em ha? Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh anh. À, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi chắc đi từ hôm qua hả Tâm hả? À dạ đúng rồi anh, sáng nay em tính sáng nay đi nhưng mà em nghĩ cho nó hơi chắc hơi bị lập chụp á. Nên là em đi từ chiều hôm qua. Đúng rồi. Từ 4 giờ chiều ngày hôm qua. Đúng rồi. Cho nên là ngoài cái việc mà đến kết nối về tình duyên ra đó thì còn coi như mình được tham quan du lịch một chuyến. Dạ. Sáng nay đi vào đây thì em rất là thích. À. Đó là cái phong cảnh làm cho mình cảm thấy rất là thanh bình á. Rồi sáng giờ chụp được nhiều hình chưa? À, cũng được vài tấm anh. Rồi Tâm hôm nay đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai đứa con của em. À hai đứa con của em hả? Dạ. Ờ vậy coi như cho nó đi du lịch luôn. À dạ đúng rồi. Tức là em vừa đi xuống dưới đây để gặp anh Tuấn Vĩ, gặp tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương. Và cũng đồng thời là cho hai cháu nó đi xuống đây được tham quan và được vui chơi ở Sa Đéc. Dạ. À, con của Tâm thì đứa lớn là bao nhiêu tuổi và đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Dạ, đứa lớn của em năm nay được 18 rồi anh. À, cháu tháng 10 này, đầu tháng 10 cháu sẽ đi du học tại Đài Loan. À, dạ. Vậy rồi còn cháu sau? Dạ, cháu sau là trai. Thì cháu được năm nay 15 tuổi, bắt đầu vô lớp 9. À, vậy là coi như nay cả ba mẹ con là coi như đi một chuyến du lịch luôn ha. À dạ. Rồi mấy cháu nó có ủng hộ cái việc mà mình đi xuống đây để kết nối về tình duyên không? À dạ có. Tại vì em tính đi xe Phương Trang xuống. Nhưng mà cháu nó nói thôi để con chở mẹ đi. Con cũng sắp đi rồi, thôi con chở mẹ đi, sẵn mẹ con mình vừa đi du lịch, mấy mẹ vừa đi kết nối yêu thương. Dạ. Vậy là được cái sự ủng hộ của con cái này kia thấy vui ha. Tuyệt vời đó, nói chung là thấy vậy là thấy vui cho gia đình. Bởi vì như em thấy có một số trường hợp đó, khi lên chương trình đó, thì ghi nhận xong rồi về con nó không có cho tham gia. Dạ. Này kia này, thì gọi tới cho Tuấn Vĩ nói là con nó không muốn này này kia thì thấy cũng đó là một cái khổ khổ tâm. Dạ. Chứ còn nếu ví dụ như được cái sự ủng hộ của con và nó vui vẻ này kia vậy là rất là mừng. Dạ. À, bây giờ mình bắt đầu mình trò chuyện và tìm hiểu về cuộc sống của nhau chút xíu ha. Dạ. Hiện tại thì ở nhà thì Tâm đang làm công việc gì hả Tâm hả? À, dạ em là huấn luyện viên yoga. À thì làm yoga em ha. Dạ. Thảo nào mà cái dáng nó đẹp. Cảm ơn anh. Làm em mắc cỡ quá. Có sao mình nói vậy, bởi vì giống như có cái bài hát gì của mấy nhạc thiếu nhi mà muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao gì đó. Đó thì cho nên đúng thật sự là mình trước hết là để làm cho cái cơ thể mình nó đẹp, thứ hai nữa là mình thể thao thì rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. Tức là thời buổi này nó rất là đúng là mình nói chung là do cái nghề nghiệp của em nên em rất là thích vận động và vừa phù hợp với cái công việc của mình nữa và lan tỏa năng lượng nữa, tích cực nữa. Em rất là thích, yêu thích cái công việc của mình. Có một điều quan trọng nữa đó là cái công việc đó nó có phù hợp với mình hay không và nó có mang lại cái lợi ích thiết thực cho mình hay không. Đôi khi chẳng hạn như là có một cái môn nào đó mình rất là thích nhưng ngược lại đó là nó không mang lại cái thu nhập cho mình thì đó là một cái điều mà phải đáng suy ngẫm và mình không có đeo đuổi cái công việc được. Chẳng hạn như có cái người nọ cũng rất là thích ca hát chẳng hạn như anh gì đó em, ví dụ như vậy, nhưng mà ví dụ như tới cái thời điểm mà gọi là xã hội nó có nhiều cái
thay đổi hoặc là có nhiều cái giải trí đó mà tiếp tục công việc ca hát không được. Chẳng hạn như là hát thì hát cho vui vậy thôi, chứ hát bây giờ không có ai mướn hát, ví dụ như vậy đó, thì buộc mình không có thu nhập để mà tiếp bước cái công việc. Nhưng mà ví dụ như em đang làm công việc đó mà nó mang lại thu nhập tốt cho em là ok. Dạ, cái công việc này nói chung là vừa mang lại thu nhập cho em để chăm sóc hai đứa nhỏ và vừa mang tới sức khỏe cho chính em. Vậy là vui nhất rồi đó, chúc mừng em ha. Tiếp theo thì là em cứ bày tỏ về cái nguyện vọng của mình khi đến với chương trình nha. Bởi vì đó em biết, để rút kinh nghiệm qua những cuộc trò chuyện trước đó, thì là đôi khi anh cứ sợ bên kia không nói, anh hay mở lời. Vì lẽ đó mà về kiểm tra lại video thì cảm thấy rằng là mình nói hơi nhiều, mình gợi ý hơi nhiều. Nên là trước tiên là em cứ nói lên cái nguyện vọng của mình trước, rồi sau đó anh Vị có hỏi điều gì thêm thì anh Vị hỏi ha. Dạ, tại vì đôi khi lên á, như cái công việc của em thì em đứng trước mọi người mỗi ngày rồi. Nên là cái sự hồi hộp khi lên đây cũng có, nhưng mà tâm lý cũng chuẩn bị sẵn rồi. Còn nhiều bạn có thể là cái công việc của họ không có tiếp xúc với nhiều người nên lên đây họ sẽ bị khớp. Thì cái vấn đề đó là trợ giúp thôi, anh trợ giúp họ thôi. Đúng rồi, nhưng mà đôi khi về nghe lại đó thấy anh Vị nói hơi nhiều. Nên là hôm nay em cứ bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Ví dụ như là mình lên để mình mong muốn như thế nào đó thì em cứ bày tỏ hết ha. Em thì ly hôn từ năm 2011. Tức là bắt đầu ly hôn 2011 và hiện tại tới bây giờ em vẫn độc thân. Thì em cũng có quen một vài người tìm hiểu, nhưng mà chắc tại vì chuyện áp lực từ cuộc sống đó. Là chuyện em nuôi hai con nhỏ thì cũng có nhiều, cũng có bạn á, e ngại về vấn đề trách nhiệm. Nên thành ra là cũng không đến được. Thì hôm nay con em cũng lớn và trưởng thành rồi. Thì em cũng nghĩ cho chính mình. Chứ không còn, em cũng nghĩ nó cũng thoáng hơn chút rồi. Và con em cũng ủng hộ điều đó. Nên em cũng muốn kiếm một nửa yêu thương còn lại. Để mà sau này mình có người bạn. Em không thích cảnh cô đơn khi mà về sau á. Như nhìn ông bà nội em đi, em rất là ngưỡng mộ. Tức là ông bà khi mà tới phút cuối cùng rồi thì vẫn nắm tay nhau. Thì sau 3 tháng thì hai người được gặp ở dưới. Còn hiện tại thì, hiện tại lúc trước á, lúc mà còn sống á, hai người rất là thương yêu nhau. Em ngưỡng mộ lắm luôn á. Nên là em rất là sợ cái cảnh cô đơn mà khi mà con em nó đã trưởng thành hết rồi. Sợ cô đơn khi tuổi xế chiều em ha. Đại khái là như vậy. Thì cái điều này đó thì anh rất là hoan nghênh. Bởi vì vấn đề đó là có đôi khi mình đang sống trong mạnh khỏe và sống trong cái sự mà hiện có nó rất là ổn, nhưng mà mình phải biết lo xa. Mà trên thực tế thì nó diễn ra nhiều cái hoàn cảnh như vậy rồi. Khi trẻ thì mình cái gì mình cũng có thể vượt qua được, nó dễ dàng vượt qua, nhưng mà khi về già mà cô quạnh là đáng sợ lắm. Em sợ cái cảnh mà thức dậy một mình á. Thức dậy một mình xong cái mình dù mình có bạn đi, có người cùng với mình á, thức dậy xong cái hai người có thể trao cho nhau những cái sự yêu thương buổi sáng. Rồi sau đó cùng nhau thể dục. Em rất là thích, và thích nhất là buổi chiều á. Hai người cùng nắm tay đi dạo trong công viên, đi bộ, đi tập thể dục. Em rất là thích đi bộ buổi chiều. Đúng rồi, nói chung là mình chỉ nghĩ tới thôi mình cũng cảm thấy rằng là nó hạnh phúc rồi. Mà cuộc sống thì phải cần như vậy. Đôi khi em biết đó, cái sự chia sẻ trong cuộc sống, nếu mà mình không có người chia sẻ là thành ra cái cuộc sống nó vô nghĩa đấy em. Vậy thì gọi là trong cái nguyện vọng của em đó, thì em muốn chọn một người đàn ông như thế nào, hay là mơ ước có một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông đối với em à? Em thích người đàn ông lớn tuổi. Tức là em không thích, thích lớn tuổi, càng lớn càng tốt. Tại vì em ngưỡng mộ những cái sự trưởng thành của người đàn ông đó. Ngoại hình thì dễ nhìn. Cao hay thấp không thành vấn đề. Chỉ quan trọng là khi hai người tiếp xúc á, là cảm nhận được từ đối phương có mình trong đó. Em
Còn việc nhớ lại thứ nhất nữa là không vướng bận con cái. Ừ. Tức là con cái cũng nói chung là cũng trưởng thành rồi, giống như con em á. Mình lớn có thể rồi, dạ. Cái là con cái lớn rồi thì càng tốt ha. Dạ. Còn con nhỏ thì nó hơi bất lợi cho mình, bất lợi cho đôi bên, và em không muốn điều đó, thế là đại khái như vậy. Thì đúng rồi, mình cũng nói lên cái nguyện vọng của mình để rồi đôi bên còn hiểu nhau. Thật sự mà nói đó thì cái việc mà mình chọn một đối tượng thì nếu mà nói về tuổi tác thì là mỗi người có một cái quan điểm. Tuy rằng là em thì có thể là em ngưỡng mộ những người gọi là chững chạc, suy nghĩ rất là người lớn, và có thể rằng là em không thích kiểu mà ham vui này kia, chắc là như vậy ha. Chắc em không có thích cái gu đó. Vì gu lẽ đó em hơi mặn. Qua đó thì thấy rằng đó là có thể là cái tính của em cũng có thể là nói như dân gian thường nói là hơi già trước tuổi một chút ha. À dạ đúng rồi ạ. Em hơi già trước tuổi. Bởi vì là thường thì phụ nữ thì thích giao du đây đó, hay là thích ham vui này kia, nhưng mà những người đàn ông lớn tuổi này kia thì chậm chạp á, thì thường người ta hay lo làm ăn nhiều hơn. Dạ em thích những người đàn ông của gia đình. Tại vì họ có thể chia sẻ được với người họ yêu thương. Bất kể chuyện gì, kể cả cuộc sống, công việc. Tại vì em thấy một người ha, đi làm về cái mình chia sẻ những cái gì trong công việc của mình hoặc là cuộc sống của mình, có một người để cùng chia sẻ rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Thì nhất là quan trọng nữa là phải vui vẻ. Cái đó là tính cách của từng người. Dạ. Mong rằng là em chọn được cái đối tượng như em đang mong muốn. Ví dụ như chẳng hạn như có nhiều trường hợp á, là vợ giận thì chồng cũng thích, và cũng cái gu mà thích giận, ví dụ như vậy. Còn có nhiều người đó thì ngược lại, có nhiều người thì ví dụ như là giận hoài, ví dụ như vậy. Cảm thấy rằng là cũng không có được hợp cái gu ha em ha. Dạ. Em thì có cái tập, có một cái tính này, không gọi là khuyết điểm của em đi, cho em nghĩ nó là khuyết điểm đó. Là em không có giận ai được lâu hết trơn. Chứ dù đó là kẻ thù của em cũng không giận được lâu. Tức là không thể nào mà để trong bụng mình mà ấm ức qua tới ngày hôm sau. Tức là lúc đó giận, nói rồi thôi. Tức là giải quyết vấn đề giận hay là hiểu lầm của em bằng cách đôi bên cùng nói chuyện. Em thích như vậy, nhưng em không thích liềm rồi giận. Cảm giác nó khó chịu. Thế là nặng nề quá phải không? Dạ đúng rồi ạ. Nặng nề. Nhưng là khi mà hai người nặng nề cái quay lưng lại, trời, mỗi người ôm cái gối. Nó nặng còn hơn đêm đó, có thể là còn ghê hơn mắt sổ gạo nữa. Mà cảm thấy rằng là cuộc sống nó nặng nề, và đôi khi muốn đi đâu đó thật xa cho nó khỏe phải không? Cái cảm giác mà ôm gối để nằm quay lưng này kia thì cũng hầu như là các anh chị đến đây đó thì là cũng 70-80% đã trải qua. Bởi vì đổ vỡ là nhiều, chủ yếu là trong chương trình của anh Vĩ thì là khoảng 80% là bị đổ vỡ, còn 20% nữa là đang còn độc thân. Cho nên là cái việc mà gọi là cái cảm giác mà ôm gối nằm quay lưng nó rất nhiều người bị. Em đến với cái chương trình này cũng là một cái tình cờ lắm luôn đó anh. Tại vì em thực sự em nói thiệt nha, là thực sự là em không có xem chương trình. Em chỉ mới bắt đầu xem cỡ ngày mà em bắt đầu nhắn tin cho anh á, là hôm thứ ba vừa rồi đó, là bắt đầu em mới xem. Là em có một người gì Úc của em ở bên Đài Loan thì thường xuyên xem chương trình của anh. Kết nối yêu thương, xe duyên, từ thiện, rất là nhiều. Cái gì hay nói với em lắm mà em cũng gạt ngang qua. Rồi học viên của em nữa, tức là học viên học yoga của em á, là em đã học với em là mấy năm rồi, là cũng có gửi đường link qua. Nhưng mà em hình như là em bấm cái tin cho nó có lệ, em cũng chưa để ý tới nó là chương trình gì nữa. Còn hầu như là em gạt ngang qua hết. Thì bắt đầu gì em cứ nói cho em, con tham gia đi, con ở đó, con ở mình, bây giờ con nó cũng lớn rồi. Thôi con đi kết nối yêu thương, vì thấy cái chương trình của anh Trịnh Thương Vĩ rất là thực tế. Dùng từ là rất là thực tế. Con lên đó kết nối đi, biết đâu con sẽ gặp được một người, một nửa còn lại của con. Biết đâu anh Vĩ mát tay. Rồi cái sáng thứ ba giờ rồi thì em có
tham gia nói chuyện với các bạn học viên đó, thì bạn học viên đó mới cho em số của anh Vĩ. Và em liên lạc với anh và xin tham gia chương trình. Nói chung là em và những người thân của em đánh giá về chương trình của anh cũng như là quý mến thì anh rất là cảm ơn. Nhưng còn cái việc á, mà để mà anh đôi khi đó lại một cái gánh nặng cho anh, sợ không được như mọi người kỳ vọng. Anh hơi e ngại về điều đó. Trên thực tế đó em, thì đã gọi là tình duyên thì đúng thật sự là chờ vào cái duyên. Tất cả đều vào cái duyên. Và giống như kiểu những cái việc mà tìm người này kia cũng vậy. Thì tất cả nhờ vào cái duyên. Có những trường hợp là thông tin cụ thể lắm mà tìm không ra. Thông tin cụ thể ví dụ như là biết mẹ tên đó, cha tên đó, hồi đó làm ở cơ quan nọ hay là ở địa bàn nọ đó mà kiếm không ra. Nhưng mà có những thông tin nó rất là mờ mịt, chỉ biết là hồi đó mẹ cho ở cái địa điểm đó này kia, thì bỗng dưng đăng lên một hai ngày thì bỗng dưng lại tìm được, ví dụ như vậy. Cái này hôm qua em mới coi cái anh Việt Kiều gì ở Mỹ mà anh ba cho mà mẹ cho mà chạy ba chạy xe lam á, ba người Hoa chạy xe lam, qua em mới coi chương trình đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nói về cái tình duyên, nói về tình duyên nó cũng ngộ lắm, không có nói trước được. Vừa hôm qua đây nè, anh mới ghi nhận một trường hợp là từ ở ngoài Bắc Giang vô. Thì sẵn thì kể cho em nghe cũng như là kể cho cộng đồng nghe để hiểu về cái nhân duyên ở trong cái kênh của anh. Có một cái trường hợp đó là có cái em này là em Nhung, là làm ở bệnh viện, làm kỹ thuật thử máu này kia đó. Thì em nói rằng á, thì em cũng muốn thử coi cái tình duyên của em ra sao, vì sau khi ly hôn rồi thì không có ai bận tâm, không có ai quan tâm, mà cũng chẳng ai trân trọng. Thật sự mà nói là gọi là không có ai biết tôn trọng mình á, đại khái là giống kiểu là mình đặt chưa đúng chỗ. Trước đây là mình lấy chồng mới đặt chưa đúng chỗ. Thì sau khi ly hôn ra rồi thì cũng miệt mài đi làm này kia vậy, chứ không có người để ý. Đó là sự thực là cổ chia sẻ như vậy. Nhưng mà sau khi lên kênh của Tuấn Vĩ rồi á, thì là người ta để ý rất là nhiều. Đa phần là các anh cũng gọi là cũng có điểm rất là nhiều. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì mới hôm qua đây là lên để báo cho anh cũng như là báo đến cho cộng đồng là Hoa đã có chủ. Thì đôi bên đã đăng ký kết hôn rồi. Và cái anh đó lại là một cái anh tuốt ở ngoài Hà Nội vô. Mà nó tình duyên nó ngộ lắm. Khi mà anh ở ngoài Hà Nội vô đó, thì là trước đó anh có gửi thông tin cho em Nhung này rồi. Mà sau đó đang ghi hình đó, thì là em Nhung trả lời lại một câu là xa quá em không chịu, xa quá em không chịu đâu. Vậy mà sau khi mà đang ghi hình đó, thì Tuấn Vĩ ngưng lại cho anh nghe cái câu đó để có khi có gì mình chuyển hướng. Thì anh ngồi anh buồn lắm, mà anh gọi là hỏi gì nói nấy thôi, chứ anh không có động lực nữa, không có động lực để mà gọi là bày tỏ tiếp hoặc này kia nữa. Thì sau đó trong cái buổi sau cái buổi ghi hình đó rồi, thì anh gửi cái video đó tới cho cô Nhung này xem lại. Thì anh có bày tỏ rằng á, là khi ghi hình xong anh chở anh Trung đó từ đây về ở ra mà bến xe, là anh cứ nói hoài, mà nói với anh Vĩ, nói cô này mà anh không có lấy được thì đúng thật sự là anh tiếc cả cuộc đời của mình. Đó, nói chung là người ta thực lòng. Người ta những cái câu nói đó nó chạm đến trái tim của cô gái đó. Thì bắt đầu đó cô gái đó suy nghĩ lại, mà vậy mà đã từ chối rồi, mà cuối cùng là cái duyên cái nợ nó lại đến được với nhau. Đó gọi là duyên và nợ. Cái duyên. Mà rõ ràng là cổ từ chối rồi nha, cổ nói xa quá em không chịu đâu. Vậy mà cuối cùng lại là thành vợ thành chồng, thì đôi bên cũng đã đăng ký kết hôn. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nữa thì nhiều lắm chứ không phải là trường hợp thứ hai, nhưng mà ý là nói cái duyên á, thì có một cái cô hôm trước có cô ở đây, thì cổ nói là thật sự mà nói là cổ không có được cái điểm gì. Cổ nói vậy đó, thứ nhất là vừa cái ngoại hình cổ cũng không được đẹp đẹp gái. Điều thứ hai nữa là cổ gọi là cái điều kiện kinh tế này kia đó khó khăn, nghề ngỗng thì không có, mà lại có thêm hai đứa con nhỏ nữa. Cô nói thật sự mà nói là lên gọi là cũng chờ cơ may. Nhưng mà bỗng dưng lại là có một anh Việt Kiều đó nghe qua được cái sự bày tỏ của cổ, là cổ chỉ ao ước được mười mấy hai chục triệu để mà gọi là buôn bán một cái đồ sida này kia đó. Thì bỗng dưng ảnh chạm đến cái lòng của ảnh, chạm đến trái tim của ảnh. Thì cho dù đôi bên chưa gặp mặt nhau, nhưng mà ảnh vẫn sẵn sàng gọi là gửi về, nào là tiền cất nhà này, cất một biệt thự lớn luôn. Rồi nào là mua xe, rồi nào là cho con gái ăn học này kia. Rồi chưa gặp mặt đó, mà ngược lại ảnh cũng không đặt điều kiện, có nghĩa là không bắt buộc là phải lấy ảnh, mà ảnh coi đó giống như kiểu là một cái nhân duyên.
Thì ý anh Vĩ đang nói đây á, là tất cả là chờ vào cái duyên, chứ mình cũng không biết đường nào mà lần. Bên cạnh đó thì có những cô gái lên đây rất là xinh đẹp, nhưng ngược lại là không có, chưa có tìm được ai. Đó, thực tế là như vậy. Đó là gọi là duyên và nợ. Nhưng mà thực sự anh nói giống như cái này em nói là nhờ, anh nhờ ông Mai là anh thì cái đó lại là gánh nặng cho anh, nhưng mà thực sự cái cầu nối là anh. Anh lại là cái cầu nối, đúng rồi, gọi là cái nhịp cầu để cho nối liền đôi bên cho dạ đôi đúng rồi anh. Còn em rồi không biết là sau khi cập nhật lên rồi không biết có ai đến bày tỏ không. anh đừng có nói vậy. em đang hy vọng, rất là hy vọng nhiều. Đó là cũng mong lên đây cũng mình gặp được một nửa yêu thương của mình. Cho nên là anh Vĩ nói với em đó là tất cả là chờ vào cái nhân duyên, chứ mình không có nói trước được điều gì. Đó là ý anh nói là không nên kỳ vọng nhiều quá. Đừng có kỳ vọng nhiều, đôi khi làm gánh nặng cho anh. Dạ không đâu, tại vì duyên nợ thì em cũng hiểu là duyên và nợ. Cái duyên tới đây em gặp được anh Vĩ, và biết đâu có một cái duyên nữa sẽ kết từ anh Vĩ kết nối và chúng em gặp nhau. Trên thực tế đó em, thì cả cái đôi mà anh vừa kể đó là thành ba cái đôi thứ 39 đôi đã làm đám cưới. Thì đó cũng là một cái tín hiệu đáng vui. Anh làm trong cái công việc này đó thì không những là riêng gì cái lĩnh vực mà kết nối về tình duyên, anh còn làm nhiều thứ, cho nên một tuần như vậy anh dành ra 2 ngày. Nãy giờ thì mãi trò chuyện nên là đó, giống như anh Vĩ nói với em đó là đôi khi anh Vĩ nói theo cảm xúc, mình cảm thấy là đôi khi gặp cái người mà gọi là đang còn muốn cởi mở một điều gì đó thì anh hay nói về cảm xúc, cho nên anh đôi khi anh sợ anh nói hơi nhiều. Cái này nó là tự nhiên mà anh, nó tự nhiên nó vẫn hay hơn là một kịch bản sắp đúng sẵn. Đúng rồi, anh thì thường là như vậy. Nên là vì em rất là thích chương trình này, tại vì chương này nó rất là thiết thực và nó một cách tự nhiên, chứ nó không có sắp đặt như những cái chương trình truyền hình á. Thì những chương trình kia nó nhìn có vẻ rất là hay nhưng mà toàn là sự sắp đặt, nó không có cái vẻ tự nhiên. Đúng rồi, nó kịch bản, nghĩa là người ta làm để giống kiểu là làm phim ấy. Kiểu vậy. Còn đối với anh Vĩ thì về cái việc kết nối tình duyên này là ban đầu anh Vĩ cũng không có nghĩ là mình làm cái công việc này. Bởi vì không biết là hôm trước em có xem cái hội độc thân của anh có bày tỏ về điều đó, là trước đây thì anh kết nối cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi bỗng dưng có một cái cô nọ bị khuyết tật. Thì có một cái anh kia ảnh quý mến cô đó và ảnh muốn anh kết nối, thì sau đó thì nhiều người thấy anh có cái duyên kết nối thì nhờ anh kết nối thôi. Chứ anh vậy là vô tình làm ông ai. Vô tình làm cái công việc kết nối này luôn, chứ còn trước đó là không có. Anh không nghĩ tới. Thì giống kiểu là cái duyên nó chọn mình vậy đó. Đúng đó anh, là mình không chọn nghề nhưng mà cái duyên á nó đến. Giống như em đi dạy yoga này thì lúc trước á em là bên em làm nail. Lúc trước là em làm nail, rồi cũng có hồi đó buôn bán, sau đó mới chuyển qua làm nail. Làm nail xong cái em tập thể dục thẩm mỹ á, nhảy aerobic á, cái xương khớp mình nó bị chấn thương, bị đau. Cái vô tình em chuyển qua yoga. Thì em đi tập yoga mới được có 2 tuần em trốn mất tiêu, em không tập nữa. Em coi cái môn gì mà nó chán, mà nó buồn dữ vậy. Cái lần đó cái em quyết tâm lại, bây giờ nhức mỏi quá, quyết tâm lại đi tập. Thì bắt đầu đăng ký tập. Tập xong rồi sau 6 tháng thì em đăng ký làm huấn luyện viên yoga luôn. Thật ra đó em, thì quan niệm của anh đó, để mà khai thác về một nhân vật thì không cần phải hỏi nhân vật đó về những cái điều mà ví dụ như là cô tốt ở điểm nào hay là này kia. Và điều quan trọng đó, người coi á, đánh giá vào cái thần thái và cái ứng xử của cô gái đó. Chứ còn khi mà mình lên chương trình thì đương nhiên là mình ai cũng nói cái điều tốt về mình hết, chứ đâu có ai nói về cái xấu của mình. Nhưng mà có thể là người khác coi vào thì người ta sẽ đánh giá qua cái ứng xử và qua cái thần thái của cái cô gái đó. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình đâu có phải MC đâu mà phải nói cho thiệt là hay, nhưng mà cái chân tình đó em, cái chân tình ở trong cái câu chuyện. Còn bây giờ thì là anh xin hỏi đôi điều, coi thử em có cái quan niệm thế nào ha. Quan niệm của em và cái gọi là cái gu của em đó, thì em gọi là em có thích những người đàn ông mang tính là giống kiểu là làm việc văn phòng, hoặc là những người đàn ông ví dụ như là đơn thuần kinh doanh ở ngoài đời này kia, kinh doanh này kia, thì giữa hai cái gu đó thì em thích cái gu nào?
văn phòng và kinh doanh. Những người làm kinh doanh hoặc là những người ví dụ như chẳng hạn như làm một cái thợ gì đó chẳng hạn như này kia như vậy, thì những cái gu đó thì em thường là thích gu đàn ông nào, gu việc nào, công việc nào? Kinh doanh. Thích là những người kinh doanh. Kinh doanh và văn phòng anh. Thế nhưng mà lớn tuổi mà làm văn phòng thì nếu mà cái gu của em mà lớn tuổi làm văn phòng thì cũng gần gần về hưu rồi. Thì đại khái là hỏi để mình hiểu về cái, cái cách suy nghĩ của mình và cũng có như là cái tư duy của mình thích cái gu như thế nào. Và gọi là những người đàn ông á, thì em thích những người đàn ông mà anh nêu ra sau đây, em thử coi em thích gu đàn ông nào ha. Một là gu đàn ông nói mà không làm, thì đương nhiên là nói mà không làm là mình không thích rồi đó. Còn mà cái mà đôi khi là có những người đàn ông họ nói không nói mà làm, không nói mà làm, thì đương nhiên là giữa hai người đó thì đương nhiên em sẽ chọn là cái người mà không nói mà làm. Mà làm. Ha. Người ta để âm thầm người ta làm những việc gì đó quan tâm đến mình, người ta làm cho mình ha. Em thì em không thích yêu bằng lỗ tai lắm. Thì yêu bằng lỗ tai nó làm cho mình bị choáng đi á. Mình nghe nhiều quá mình choáng đi, mình sẽ không nhận định được là lý trí và trái tim của mình ở đâu. Rồi những người đàn ông nói trước làm sau hoặc là nói sau làm trước thì em thích cái nào hơn? Nói trước làm sau anh. Bây giờ họ làm bất ngờ quá mà em cũng không chuẩn bị được. Nói chung là gu vậy thôi, chứ em nghĩ là khi mà gặp nhau thì ai cũng có một cái gu và ai cũng có một cái chuẩn mực chọn người bạn đời của mình. Nhưng mà em nghĩ là duyên nợ và hai người trao đổi cảm giác được là có nhau trong đó nhiều hơn. Rồi còn thêm có một cái gu người đàn ông nữa là nói một đường làm một nẻo. Gu đó là không chắc chắn làm không nằm cho phụ nữ nó chọn rồi anh. Nói xem cười cho vui. Nói xem cười cho vui thôi chứ thật sự mà nói là nói một đường làm cái tốt cái đẹp trong cuộc sống thì ai cũng ai cũng muốn đúng không? Dạ. Còn gọi là cái chuyên môn và cái ấy của em đó, gọi là cái tay nghề của em, thì ngoài cái công việc yoga ra đó thì em còn có cái tay nghề nào khác được không? Dạ, em lúc trước khi nghề của em á là nghề tóc. Rồi sau đó cuộc sống quá, cái em bán cơm tắm. Bán cơm tắm mấy năm luôn á, bán đắt lắm. Bán đắt cực kỳ luôn. Rồi sau đó kết thúc cơm tắm, em chuyển qua là em đi làm nail, mở một tiệm nail. Làm nail rồi sau đó giống như là mình không có chọn nghề mà duyên nó đưa đẩy em đi tới yoga. Tức là em đi tập yoga là vì mục đích là sức khỏe thôi. Rồi sau đó là bắt đầu đi theo về chuyên về yoga luôn. Là em bắt đầu công việc yoga tới nay là được gần 8 năm rồi anh. Còn ngoài ra nữa, ví dụ như là chẳng hạn như mai mốt mà có ông xã làm về kinh doanh cái gì đó thì những cái việc chẳng hạn như nhờ em, không phải là nhờ mà gọi là hỗ trợ cho ông xã về việc giới thiệu những cái mặt hàng hoặc là giới thiệu những cái gì đó mà hiện tại mà ông xã đang kinh doanh này kia, thì không biết là về cái lĩnh vực đó em có thích hay không và em có thể làm được hay không? Em nghĩ em có thể làm được, tại vì em tự kinh doanh. Em tự kinh doanh cho giống như là bán cơm cũng là một kinh doanh, tự kinh doanh. Rồi là mở tiệm nail cũng mình tự làm chủ rồi, nên những cái công việc ngoại giao đó em nghĩ em làm được, hỗ trợ được ha. Hỏi thì mang tính chất cách là để hỏi là mang cái phương diện là để gọi là trò chuyện với nhau thôi, chứ còn nhìn sơ đó thì anh biết rằng là em cũng rất là giỏi về cái việc mà gọi là chào mời khách này kia, thì bởi vì thứ nhất là em đã từng tiếp xúc với khách khứa nhiều về cái việc mà yoga này kia đó. Bên cạnh đó thì nhìn qua tính cách thì chắc là em là sẽ làm tốt công việc đó. Chẳng hạn như ví dụ như giới thiệu về một mặt hàng nào đó, ngạch men hay là cái sữa gì đó chẳng hạn như vậy, thì em nắm được thì chắc chắn là em sẽ giới thiệu tốt ha. Tại cái công việc của em là tiếp xúc với mọi người mỗi ngày, nên là em tự tin là em làm được. Giống như hôm trước anh nói ghẹo với cô đó, ví dụ như là giới thiệu keo dính chuột, nói là không khéo dính luôn cả mèo. Keo dính chuột không khéo dính luôn cả mèo. Không khéo dính luôn cả mèo.
anh Mỹ nhìn anh nhìn có vẻ là khác hơn so với trong hình nhiều. Vậy hả? Trong hình em nhìn anh có vẻ hơi già hơn chút xíu. Yeah. Ở ngoài em nhìn hồi nãy em anh đi lên em nhìn cái nhìn khác hơn trong trên hình em coi. Trên hình em xem thì nhìn anh có vẻ cứng hơn. Nhưng mà ở ngoài nhìn có vẻ phong độ hơn. Cảm ơn em nhiều ha. Bây giờ thế này em, gọi là cuộc trò chuyện hôm nay mang tính là mình cởi mở với nhau. Để đôi bên bên kia cũng nhìn vào cái phong thái của em. Còn nói để mà gọi là tìm hiểu về cuộc sống của nhau hoặc là tìm hiểu về tính cách á, thì phải là đôi bên tìm hiểu về nhau lâu dài, chứ không phải là chỉ trong vòng vài chục phút như mình trò chuyện này. Cho nên đây là mang tính chất là để tìm hiểu sơ bộ. Thì hôm nay mình trò chuyện có vẻ như là thời gian cũng hơi lố một chút xíu. Nên là nếu em có nguyện vọng gì thì em có thể bày tỏ thêm, còn nếu mà em thấy nó cũng vừa đủ thì mình sẽ kết thúc buổi trò chuyện tại đây. Câu chân thành cuối cùng của em cũng là mong gặp được một người bạn đời như ý, và có thể nương tựa và đi tới nhau, cùng nhau tới cuối con đường. Em xin chào mọi người. Em xin chào anh Tuấn Vĩ. Anh có một điều nữa anh muốn hỏi một chút là là đối với em á, thì bây giờ về cái việc mà lập gia đình thì em có sẵn sàng theo chồng không? Có sẵn đương nhiên là có anh. Con cái thì cũng lớn rồi. Tư tưởng em mở lắm. Tại vì con em cũng lớn. Con em cũng lớn rồi. Bé nó chuẩn bị đi du học. Còn lại một bé trai cũng đã lớn. Thì em cũng còn một mẹ. Rồi ví dụ như là chồng xa chồng gần thì em có e ngại không? Hay là có ưu tiên cho ở khu vực nào không? Xa gần không quan trọng anh. Không quan trọng ha. Tùy duyên ha. Dạ tùy duyên. Giống như anh nói tùy duyên. Xa gần không quan trọng. Không quan trọng. Rồi ok. Biết vậy là được rồi. Ok em ha. Vậy thì cuối cùng thì xin chúc cho em là sớm có ý trung nhân, có được người như ý em ha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Rồi em có đăng ký bên Zalo và có gửi số điện thoại của em bên đó rồi phải không? Dạ có anh. Em có đăng ký Zalo thông tin và gửi số điện thoại. Ok em nha. Rồi chúc sức khỏe em ha. Dạ chào anh. Chào anh. Em ra ngoài cài cho anh cái anh ở ngoài đó giùm anh ha. Để anh Tâm. Anh Trường hay là anh Tâm?